Rồi, xin chào cô chú anh chị. Hôm nay mình sẽ lên cái lô. Hôm nay thì mình lên lô này có 7 cây. 7 cây gồm có 2 cây linh sam. Linh sam ha, linh sam bông tím cực đẹp. 2 cây me dáng quái, me chua dáng quái. Và 3 cây sam núi trái nha các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu từng cây về thông số cho các bạn cùng xem. Sau đó thì mình sẽ chi tiết lại từng thông số từng cây và dáng như thế nào để các bạn mình có thể xem mình sưu tầm nha. Đó. Và bây giờ mình sẽ thông số lên cho các anh chị cô chú mình cùng xem nha. Rồi. Ở đây là cái cây đầu tiên. Cây mẹ đầu tiên là cây mẹ á, số là E1. E1. Thì ở đây thì mình có 7 cây thì đồng giá hết là E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Thì các anh cô chú anh chị mình cứ xem và chốt trên cái sản phẩm này, trên cái mã số này, đồng giá là 500k bao ship toàn quốc hết nha cô chú anh chị. Đó. Đồng giá hết 500k bao ship toàn quốc nha. Rồi, thì cây này á là cây phôi. Toàn bộ 5 cây này là cây 7 7 cây này là phôi hết, gồm có 2 cây sam, linh sam bông tím, 2 cây me và 3 cây sam núi cũng là cây phôi hết. Thì mấy cái này thì cô chú anh chị mình đem về nè, vô chậu chăm sóc nó sau 5 6 tháng nó ra cái tàn. Rồi ra tàn thì các anh chị làm lại cái dáng cho nó đẹp theo ý muốn là mình sẽ có cây chơi. Ví dụ như cây sam này. Cây sam này là cây sam bông tím thì các anh chị sẽ uống tàn bonsai, sau đó nó cho ra bông rồi tàn nó đẹp. Còn me thì chúng ta sẽ chơi với cái dáng bonsai, sau đó là có trái chúng ta chơi. Ở cây sam núi thì cũng là có tàn và cái trái ha, sam núi là sam núi trái. Rồi, đây là cây E1. Chúng ta xem cái thông số của nó. Thì thông số của nó đây. Thì cái củ của nó, củ này rất là to. Củ này là 26 nha anh chị. Cái củ 26. Và cái hoành. Cái hoành của nó là 15. Củ là 26, hoành 15. Và cái dài dài là 22. Dài 22. Rồi. Đường kính chậu của nó là 19, đường kính chậu 19. Đây là cây sam, cây linh sam, cái linh sam bông tím. Ai sam bông tím đó, mình quay xe xui kim đồng hồ cho cô chú anh chị mình xem linh sam bông tím nha. Đây là cái dáng nó đã là đẹp như con kỳ lân rồi nè. Đó, hơn chữ C cuốn vậy. Cái này là cây E1 nha cô chú anh chị. E1 đó, mình chốt là 500k bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị, chỉ bỏ 500k là có cái hàng đẹp để mình xài. Cái đế này thì cô chú anh chị vô chậu rồi có thể là môi đế ra cho nó thôi, mình chơi thêm cái đế cho đẹp ha. Rồi, bây giờ mình xuống cái E1 nha. Tiếp tục. Cái là cái E2. Cái E2 cũng là 500k bao ship toàn quốc cái E2. Cái này thì được có cái dáng nó độc địa nè. Nó có hai chi. Đây chi thứ ba, rồi đây là có cái đuôi nữa nè. Cái đuôi chia ra ha. Đó. Còn mình thích thì có thể này làm cái đầu, cái này làm cái đuôi, tùy theo cô chú anh chị mình sau này mình chiết chi ra mình coi thử chi là thích ha. Cái này nó đang ra chồi nè các cô chú anh chị ha. Cái này cái E2. Cái E2 thì cái E2 mình đo thông số cho mình cô chú anh chị mình xem luôn. Cái này là nó cái cũ nha. Cũ của nó là 28. Này. Cái hoành nó là 17. Rồi. Chiều dài là 24. Rồi, đường kính chậu là 20, đường kính chậu 20. Cây này là cây E2 cũng là 500k bao ship toàn quốc. Cây này là cây sam bông tím. Cái bông của nó mình để trên video cho các bạn thăm xem tham khảo nha. Bông tím nha. Cây này là cây E2, linh sam bông tím. Rồi, cây E2, dáng cực quái luôn. Bao ship toàn quốc 500k nha cô chú anh chị. Rồi, mình cho xuống nha. Rồi tiếp cái cây me. Cây me này thì nó hơi độc địa nè, mình phải chim lên thôi nó ngã. Đó, cây me này dáng quái. Cái này me là mã số là E3. E3. Đó, dáng cực quái luôn ha, cái củ cực to. Cái này thì mình chăm sóc hơn 4 5 tháng sau thì nó ra tàn, bắt đầu nó cho trái luôn ha. Đó, đây là me chua. Rồi, cho trái luôn. Nè, nó quấn nè, rễ quắt quấn rất là đẹp nè. Đó,
nó quấn rễ, thành ra cô chú anh chị mình có cái đế để em chơi luôn rồi nè. Đó, củ cực to luôn đó. Thân trên này nó uống thành hai cái chữ C mà giờ nó đang ra chồi nè, đang ra chồi nè ha. Mình để cái chậu bình thường thôi vẫn ra chồi rất là khỏe nè cô chú anh chị nha. Đó rồi, cái này mình thông số của nó luôn, thông số củ là 33, củ 33. Rồi cái trên này hoành là 16, mình tính hoành nhỏ trên này 16 nha. Rồi chiều cao của nó là 31 đó, dài 31 đó. Này là E3 đó, E3 đó, mình quay theo một chiều kim đồng hồ với coi nha. Cái E3 tổng giá 500k bao ship toàn quốc, cô chú anh chị mình bỏ 500k thì đã có hàng để mình xài rồi. Bây giờ nó đã ra chồi rất là khỏe nè đó, trong mấy ngày thôi mình đem về mấy ngày mình cắt tỉa nó, giờ nó ra chồi nè đó. Thì giờ ra chồi thì cô chú anh chị mình sẽ cho nó ra chi, ra chi theo ý muốn của mình, mình chọn chi cho đẹp, mình cắt tỉa những chi xấu, mình chọn chi đẹp để mình chơi. Bây giờ nó ra chồi rất là nhiều nè cô chú anh chị ha. Đây cây E3, cây me dáng quái rồi xuống nha. Rồi cây E4, tiếp tục là cây E4, tại cái chậu nó nhỏ nó nghiêng nha cô chú anh chị. Này là cây E4 đó, cây E4 dáng này cũng cực độc luôn. Mình coi nè đó, mình trước mắt mình coi cái đế rễ nó quấn nè, người nghệ nhân người ta trồng người ta đã quấn rễ sẵn cho mình coi cái đế cực độc rồi nè đó. Đó ở đây nó cuốn cuốn hai dòng luôn, hai dòng này cuốn rất là chặt, rất là sâu nha, rất là chắc ha. Rồi cái đế nó cũ là đã to, ở trên này thì nó cuốn thành hai ba chữ C luôn, và cái này nó cũng đang ra chồi nè cô chú anh chị, mình chỉ nó đang ra chồi nha. Ra chồi rồi đó, nó ra chồi rồi đó, rất là khỏe. Giờ đây mình coi thông số luôn, thông số của nó, cái cũ là 26, cái hoành ở phía trên này là 15, và dài là 34 đó. Cây này cây E4, cây me chua dáng quái, rồi 500k bao ship toàn quốc, cái lô mình 500k hết đồng giá nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn, chỉ bỏ 500k là cô chú anh chị mình có thể xài rồi ha. Trừ những người mà ở trong vùng dịch không thể ship bưu điện được, còn tất cả mà có bưu điện tới được thì mình sẽ bao ship toàn quốc 500k cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi cây này là mã số là E4 nha, E4 thì mã số mình từ 1 tới 7 ha, mã số E thì mình chốt cây nào dựa trên mã số này chốt nha cô chú anh chị. Nè mã số E4 củ cực đẹp nè, mình xem nè đó, nè nó đã ra chồi ha. Rồi tiếp tục là cây sam núi, cây này là cây sam núi trái, có nghĩa là cây linh sam. Mà hàng này hàng là hàng núi, hàng thiên nhiên đó, nó cho ra trái, thì cái trái của nó thế nào thì mình sẽ để lên trên show lên cho cô chú anh chị mình xem, ở trên cái video mình có để đó, cái ghim đó xem ha. Này cái sam núi trái ha, là đã có là đã ra chi rồi nè đó, nó ra rồi nè. Đây dáng nó cũng độc luôn. Rồi bây giờ mình xem thông số của nó, hoành 14 nè, dài là 25, đường kính chậu là 17, đường kính chậu 17 đó. Cây này là linh sam núi trái à, cây sam núi, và nó cho trái rất là đẹp, trái nó màu xanh đó, sau nó chuyển màu tím đây đó, có tàn chơi mà có trái luôn, có trái để mình cây đơm qua cái trái nha, làm cho cô chú anh chị mình xem đây đó, nó ra nè đó, không nó ra mấy cái lá non độc non rồi đó, rất là khỏe nha. Cây mã số này là E5 nha, E5 bao ship toàn quốc. Rồi sam núi trái mình cứ chốt trên mã số này cô chú anh chị, chịu bỏ 500k thì mình có sản phẩm mình xài luôn, tặng nhà, bao ship tặng nhà. Đây là cây mã số E6, là cây thứ 6 rồi, thì cái dáng nó đã có dáng nè cô chú anh chị, mình cứ coi theo cái dáng nào phù hợp đó thì mình cắt tỉa lại mình tạo dáng mình chơi, là cây linh sam núi à, mã số E6. Thì sau này mình chơi rồi thì mình sẽ có cây linh sam theo bộ dáng bonsai và có trái đẹp, rất là đẹp để mình chơi, và mình chơi càng lâu thì cây càng giá trị, mình mua về mà cũng không có mắc gì hết, nếu mình không thích có thể mình bán lại, mình chơi mình bán lại nó giá sẽ cao hơn, mà dáng đẹp thì nó phải giá gấp đôi gấp ba nha. 5-6 tháng mình có dáng cây rất là đẹp mình chơi rồi, cây linh sam núi trái à. Rồi bây giờ mình đo thông số luôn, mã số E6 nha. Cái này thì hoành nó là 12, dài là 26, đường kính chậu là 19. Đây là mã số E6, cây linh sam núi trái nha. À,
mã số E6, chốt trên cái mã số luôn cô chú anh chị nha. Rồi xuống ha. Rồi tiếp tục cây cuối cùng, cây E7, cây linh sam núi trái luôn. Thì cái hàng của mình sẽ show lên cái hình mẫu ở trên video cô chú anh chị mình xem để mình tham khảo cái mẫu của nó ha, mẫu thật của nó như thế nào. Cây linh sam núi trái đây, dáng này cũng cực độc luôn nè. Đó, dáng đỏ, dáng nghiêng hang, dáng bay. Rồi thông số con này luôn, thông số của nó là hoành là 13, dài là 23, đường kính chậu là 17. Đó, mã số này là E7 nha. Đó, cây này cây cuối cùng, mã số E7, linh sam núi trái. Đó, mã số E7. Rồi bây giờ mình sẽ hạ xuống rồi mình chi tiết lại cho cô chú anh chị mình xem một lần nữa. Nó thực tế nó nằm ở dưới này nha. Đó. Này. Cô chú anh chị mình xem. Ha, đây là hai cây đầu tiên là hai cây sam, linh sam bông tím. Đó, cây này là mã số là E1 nè. E1 có thể mình kéo ra để cho mình xem. Đây, cây này cái E1. À, cái E1 nè. Cây đầu tiên. Tiếp tục là cây E2. E2 cũng linh sam bông tím luôn. À, tiếp tục là cây me. Cây me là cây E3. À, cây me dáng quái. À, đây là cây E4. Có thể mình xem chi tiết về từng cây ha cô chú anh chị ha. Để khi nãy mình quay thì người ta có khi không thấy rõ. À, đây là cây E5 là cây linh sam núi trái. Cây E6 cũng linh sam núi trái. Đây là cây E7. Ha. Đó. À, bây giờ mình xem lại đây. Một lần nữa để cô chú anh chị mình chốt cho rõ. E1. E1 nha. Từ cây nha, E1. E2. E3. Cây E4. Cây E5. Cây E6. Rồi cây E7. Rồi, như vậy là mình xong cái lô 7 cây. 7 cây gồm 2 cây linh sam bông tím, 2 cây me quái và 3 cây sam núi. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị quan tâm nha. Rồi cô chú anh chị quan tâm cứ chốt theo cái số lô, rồi chứ liên hệ số điện thoại 0907 161 778, cái này mình có ghim trên cái tiêu đề đó. Rồi cảm ơn cô chú anh chị quan tâm, rồi hẹn gặp lại những video tiếp theo nha, cảm ơn.